Địa ngục độc thân, Moon Se-hun xác nhận không hẹn hò với Shin Ji-eun. Theo VTC News, chương trình hẹn hò địa ngục độc thân Single Inferno đã khép lại với 4 cặp đôi tay trong tay ra về, bao gồm Kim Hyun Jung, Song Jia, Oh Jin Taek, Kang So-eun, Kim Jun Sik, An Jae-won và Moon Se-hun, Shin Ji-eun. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng từ khi kết thúc thì các fan đã xác nhận được hai cặp đôi không tiếp tục hẹn hò ngoài đời, bao gồm Song Jia, Kim Hyun Jung và Kim Jun Sik, An Jae-won. Mới đây, thêm một cặp đôi được xác nhận đã chấm dứt bởi chính chủ. Cụ thể, đó là cặp đôi Moon Se-hun, Shin Ji-eun. Tối ngày 15 tháng 2, Moon Se-hun đã phát sóng trực tiếp trên YouTube và khi nhận được câu hỏi của fan về việc có còn hẹn hò với Shin Ji-eun, anh thẳng thắn khẳng định cả hai không còn hẹn hò, tuy nhiên vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt. Moon Se-hun nói thêm, anh và bạn gái trong show có ít thời gian để gặp mặt vì cả hai ở xa nhau, lại quá bận rộn với công việc riêng. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!